Từ hơn một năm nay, được huyện cấp cho một thùng phân loại rác và được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Việt hướng dẫn và cung cấp chế phẩm IMO để xử lý rác hữu cơ. Bà Nguyễn Thị Toan ở thôn Hoan Ái đã có ý thức phân loại rác sinh hoạt, rác vô cơ để riêng cho thôn Thu Gom, còn rác hữu cơ như rau, lá cây, cơm thừa cho vào thùng và rác chế phẩm IMO tự làm để xử lý. Khoảng một thời gian sau, rác hữu cơ thành nước tưới cho cây trồng. Là tôi ủ thế là tôi tưới là cây cảnh rồi là vườn cây là nó xanh tốt ủ phân loại từng loại một rau là riêng còn các chất rắn là tôi phân loại riêng ra rác thải của gia đình đi ít không có nhiều ngày trước là nhiều lắm nhưng bây giờ là giảm Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Việt thành lập các tổ tuyên truyền hướng dẫn các hộ gia đình xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh và tự làm chế phẩm EBO đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các hộ làm men vi sinh. Toàn xã đã có 700 hộ gia đình đăng ký phân loại xử lý rác tại nguồn, trong đó đã có 440 hộ đang thực hiện. Mô hình ngày càng được nhân rộng bởi các hộ gia đình nhận thấy được những lợi ích của việc phân loại và xử lý rác thải ngay tại nhà là tôi cũng tham gia bên hội phụ nữ về cũng làm theo quy trình của hội phụ nữ. Thế là tôi cũng lấy men vi sinh và chuối rồi là men rồi là đường tất cả các thứ tôi tổng cộng hợp vào để những các cái rau thải ở vườn tôi cho vào để là ngâm xong lấy men vi sinh đổ vào tôi ngâm vào để tưới rau rất là tốt. Sau hơn một năm thực hiện thì chúng tôi thấy rằng hiệu quả rất là rõ rệt bằng cái việc là số lượng cái rác đưa ra môi trường là giảm đi rất là nhiều mỗi một tháng là bình quân là giảm được mỗi một thôn là giảm được là 6 đến 7 xe rác đây là một cái đề án rất là đúng rất là phù hợp với tình hình hiện nay thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình kết hợp với mô hình nhà sạch vườn đẹp đang được các cấp hội phụ nữ triển khai tại khu dân cư là một trong những giải pháp để giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường giảm sức ép cho việc thu gom và nơi chứa rác góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp